Dạ con xin chào ông bà, cô bác, anh chị và các em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay Kiệt sẽ chia sẻ với các bạn và mọi người, mình sẽ chiết cái cây vạn tế hay còn gọi là thiên tế này, chiết cái cây con của nó nè quý vị thấy không? Quý vị thấy cái cây con không? Ông bà ta thường có một câu rất là hay nha: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Trước hết là Kiệt sẽ khen một cái câu rất là hay, khen cái cây thiên tế này, nghe lời cha mẹ, quý vị thấy không? Con cái nè, lúc nào cũng đi quanh, thấy không? Với cái cây, quý vị thấy không? Cái cây thiên tế nè, xung quanh là có mấy những cái cây con. Đến nỗi mà cái cây thiên tế mà cũng nghe lời cha mẹ của nó, thấy không? Đó, lúc nào cũng đi quanh. Chừng nào mà trưởng thành rồi đó, lúc đó là mình có thể tách ra, nhưng mà bây giờ còn nhỏ dại thì lúc nào cũng đi quanh cha mẹ của nó ha. Thì hôm nay đề tài của Kiệt là sẽ xin chia sẻ cách chiết cái cây thiên tế hay còn gọi là cây vạn tế, vạn tế ha, nó ra như thế nào và sau đó là chăm sóc nó như thế nào, làm thế nào cho nó được đẹp đẽ hơn ha. Rồi ok, là Kiệt xin sẽ nói sơ sơ, sẽ nói sơ sơ về cái cây vạn tế này nha. Thì cây vạn tế này dưới cái dáng đứng vững chắc và lá vươn cao mạnh mẽ, uy nghiêm khiến mọi người không khỏi rời mắt. Quý vị thấy không? Nó rất là đẹp nha. Nó rất là đẹp. Loại cây này được chọn là làm cảnh trước sân vườn của nhiều gia đình xây công trình hiện nay nha. Những giống như quý vị thấy giống như ở Việt Nam là giống như mấy cái chỗ mà biệt thự cao cấp đó, người ta trang trí rất là hoành tráng, rất là đẹp đẽ ha. Thì cái cây vạn tế này theo phong thủy được xếp vào nhóm top 5 loại cây có nhiều ý nghĩa và quyền lực nhất ở Việt Nam. Theo quan niệm dân gian thì cây vạn tế này giúp mang lại, thứ nhất là sức khỏe, sức sống và mang đến cho các gia chủ được nhiều tài lộc và được hạnh phúc nha. Cây vạn tế hay gọi là thiên tế, quý vị chỉ cần nghe cái tên vạn tế hay là thiên tế là thấy là rất là quyền quý ha. Thì cái cây vạn tế này loại cây thường, cái cây xanh á, cái thường xanh quanh năm, suốt năm nó đều xanh như vậy, rất là đẹp ha. Cây vạn tế có thể cái chiều cao của nó đó có thể là cao từ 1m tới 3m ha. Lá cây vạn tế là có cái dáng tròn tỏ đều thành vòng đặc nhất của các ở trên mấy cái đỉnh đó nha. Và cái cuốn lá thuôn chiều hình lông của con phụng đó khá là đẹp. Và cái lá lúc mà nó ra màu xanh á, thì xanh nhạt, nhưng mà một thời gian á, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh đậm nha. Thì trước tiên mình muốn chiết cái cây thiên tế hay còn gọi là vạn tế thì mình những cần những cái dụng cụ như thế nào. Cái thứ nhất là mình cần cây này ha, để chặt đó. Đó, cái thứ hai là như thế này, Kiệt chỉ phòng hờ trước rất nhiều khi. Đó, nếu quý vị có thì tốt, không có thì không sao. Rồi cái kế tiếp nữa là cần cái cây đào như vậy nè, đó. Rồi. Cái thứ nữa cái là cái đầu xẻng ha, cây xẻng. Rồi cây búa. Rồi cây cưa. Tại sao mình phải cần mấy dụng cụ vụ này, chút xíu cái Kiệt sẽ làm là quý vị sẽ thấy ha. Một cái bao tay. Trong đây là một cái chậu. Đó, cái chậu Kiệt muốn trồng bonsai ha. Ở trong đây là chậu, trong đây nó có đã đất rồi, với Kiệt bỏ potting soil trong đây rồi ha. Đó. Potting soil thì Kiệt dùng potting soil kiểu này nha. Nếu mà quý vị này có nhu cầu thì mua potting soil kiểu này, kiểu khác cũng được, thì Kiệt dùng kiểu này, Kiệt mua ở Home Depot đó. Đó. Trồng bonsai thì mình thường trồng bonsai cây cảnh đã đẹp, nhưng mình cũng trang trí xung quanh cái cây cảnh ha. Thì Kiệt cũng có dùng mấy cái tượng nhỏ nhỏ như nè, quý vị có thể tùy theo ý thích của quý vị. Kiệt thường Kiệt làm cái tượng bự bự chút xíu ha, cho nó nổi thì tùy. Đây có hai loại cho quý vị lựa chọn ha. Ok, rồi. Cái điều đầu tiên là mình phải đeo bao tay trước. Đó.
Ok ha, đeo bao tay trước. Đeo bao tay rồi là Kiệt sẽ chiếu gần gần cho quý vị coi cho nó dễ dàng hơn nha. Ok, quý vị đợi Kiệt chút xíu. Rồi ok, mình bắt đầu mình chiết cây nha. Thứ nhất là Kiệt cần cái cây, Kiệt dùng cái cây sào beng ha. Đó, Kiệt đặt vô chỗ này, quý vị thấy không? Đặt vô sát nè. Sát vô thân cây của mẹ đó, mẹ lúc nào cũng hy sinh đó. Đó, đặt vô đây. Đó, mình chặt ra. Mình sắn nha, sắn xung quanh nha. Đừng cho nó dính vô cây con. À, mẹ lúc nào cũng hy sinh là mình phải chấn vô cây mẹ trước. Đó. Thấy người mẹ Việt Nam của mình vĩ đại không? Lúc nào cũng hy sinh cho con cái hết. Đó. Đó, mình sẽ chấn vô cái thân cây của cây mẹ, chứ mình không có cấn vô cây của con nha. Tại cây con là nó còn nhỏ dại. À, được ba mẹ che chở. Thấy không? Người mẹ Việt Nam lúc nào cũng là hy sinh cho đàn con, hy sinh cho chồng con hết. Đó. Mình cứ đặt vòng vòng ở đây. Đó. Đó. Tại vì người mẹ nó bảo vệ nè, rất là chắc nha. Đó, thấy quý vị thấy không? Rất là cứng chắc. Không cho một ai mà phạm vào, đụng vào con của mình hết. Đó. Đó, phải lấy cái cây đấm sâu thiệt là sâu. Đó. Đó, quý vị thấy không? Vẫn là cứng nha. Thấy người mẹ bảo vệ cho đàn con, hy sinh. Thấy không? Lúc mà mình đấm vô đó, mình chặt vô đây á, là cái cây là mẹ nó cũng đau lắm. Đúng không? Con người mình cũng vậy. Cái con người của mình, nếu mà người mẹ Việt Nam của mình lúc nào cũng hy sinh hết. Đó. Mình đóng vô đây là cái cây này mẹ bảo vệ con là đau lắm chứ. Hy sinh tất cả, nhưng mà hy sinh tất cả vì con, vì cái. Thấy quý vị thấy cứng không? Rất là cứng nha. Rất là cứng luôn á. Đó. Như đó. Sắp sửa ra rồi. Đó. Ok. À, xin lỗi cái cây nha, xin lỗi người mẹ. Mình chiết ra để cho con của bạn lớn, mau lớn và giống như bạn nha. Bạn thông cảm nha. Đó, sau khi mình chiết ra là như thế này nha. Đó, chiết ra là như thế này. Ta quý vị thấy không? Cái này rất là hay. Con lúc nào cũng nghe lời cha mẹ đi quanh. Lúc mà còn nhỏ thì đi theo cho mẹ, để cha mẹ bảo vệ, đùm bọc, dạy từ ly từ lý. Để lúc mà nào trưởng thành thì mình đã đủ chín chắn, mình có lối suy nghĩ để ra cuộc đời. Tại ngoài cuộc đời là nhiều chông gai lắm. Bởi vậy cảm ơn. Trước hết là mình cảm ơn cái cây mẹ này đã chăm sóc cho cái cây này lớn như thế này. Bây giờ mình chiết ra nha, bắt đầu. Các bạn đợi Kiệt chút xíu, là Kiệt sẽ lấy một cái chậu. Rồi lúc đó là tiếp tục nha. Ok, kế tiếp ha, mình sẽ chuẩn bị một cái chậu ha. Cái chậu này là Kiệt đã đổ đất rồi nha. Và bỏ potting soil vô đây rồi. Mình trộn xung quanh ha. Mình mix xung quanh. Mình đã trộn cho nó đều rồi nha. Đó. Tại lý do tại sao mình potting soil, tại trong potting soil này có nhiều chất bổ đó. Người ta ủ. Đó. Chất phân. Đó. Sau đó kế tiếp mình lấy cái cây này vô. Đó. Mình đặt chính giữa ha. Cái cây này quý vị lưu ý nha. Cái cây này không, lúc mà quý vị trồng quý vị không có thể mà bỏ đổ đất mà qua cái củ này được nha. Nếu mà bỏ qua cái củ này á, nó sẽ chết. Quý vị sẽ làm khoảng chừng 1/3 cái gốc này thôi nha. Giờ mình đặt xuống. Nè, Kiệt chia sẻ nè quý vị nè, thấy không? Đó, mình đặt xuống đây nha. Đó, mình chỉ nhấn xuống như vậy thôi. Từ từ đơn giản thôi. Đó. Sau đó mình mới lấy đất ha. Đó, mình lấy đất. Đó, nó chuẩn rồi ha. Đó, bắt đầu mình Kiệt sẽ lấy potting soil. Potting soil là như vậy nè, chiếu lại cho quý vị coi. Potting soil là Kiệt dùng cái này nha. Đó. Potting soil. Bắt đầu Kiệt đây. Kiệt sẽ bỏ xung quanh cái gốc này nha. Bỏ xung quanh cái gốc này. Đó. Bỏ xung quanh cái gốc này để cho chất bổ, lúc mà mình tưới cây đó thì những nước nó thấm chất bổ cho cái cây nó mau lớn ha, nó ra rễ ha. Đó. Thì quý vị sau khi chiết ra đó mà tới mọc rễ là khoảng
khoảng chừng 3-4 tháng. 3-4 tháng từ từ nha. Đó, nhớ là cái này là đừng có được ẩm ẩm thôi, nhưng mà không có nhiều nước quá. Nhiều nước là nó sẽ úng ra chết nha. Cái cây này nó không cần nhiều nước, quý vị nhớ nha. Cây vạn tế, vạn tế hay là cây thiên tế, cây thiên tế đó, là không cần nhiều nước nha. Đó. Rồi, nó như thế này. À, bỏ thêm chút nữa, bỏ thêm chút bơ. Đây, đó. Như vậy đó. Đó. Sau đó kế tiếp là mình có thể trang trí ha. Cái này mới muốn làm bonsai thì mình có thể trang trí, mình lựa hai cái này. Nhưng mà Kiệt thấy cái bự nó đẹp hơn. Đó. À, Kiệt đặt ở đây. Kiệt sẽ lấy cái cục đá chặn ngay chỗ này. Thường thường á, người ta sẽ trồng sát bên đây chút xíu á, nhưng mà Kiệt cũng muốn trồng chính giữa để cho nó đẹp hơn. Thường thường trồng bonsai thì trồng ở trong gốc á, rồi xong mình trang trí, nhưng mà Kiệt thích làm cái kiểu này. Mỗi người có một cách làm việc khác nhau ha. Đó. Đó, như vậy đó, quý vị thấy đẹp không? Đó, ten ten ten, nhanh không? Và ở đây Kiệt xin giới thiệu cây này, Kiệt cũng chiết từ ở cây mẹ đó ra ha. Và đây là cái cây này nè. Đó. Kiệt sẽ đưa đây, chuyển cái này qua bên đây ha. Đó, đưa cái này vô. Đây quý vị coi nè. Quý vị thấy không? Cây này cũng chiết. Kiệt chiết khoảng chừng 1 năm rưỡi trước. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ 1 năm rưỡi trước đó. Đó, thấy nó bự chưa? Nhà mình thì nghèo, mình tiết kiệm được cái gì mình tiết kiệm ha. Cái cây này rất đẹp, quý vị thấy không? Nó xanh lanh quanh năm hết, rất là đẹp. Thấy những cái cành lá của nó không? Rất là đẹp. Mà cái này cũng dễ maintenance nữa. Tại cái lá này nó đâu có rụng đâu. Nếu mà một thời gian mà 6-7 tháng rồi đó, nó khô héo là mình chỉ cắt thôi. Đó, bây giờ là xong phần là chiết cây rồi nha. Bây giờ Kiệt sẽ chia sẻ với vị làm sao mà take care hay là chăm sóc cái cây cho nó đẹp hơn nha. Ok, quý vị đợi Kiệt chút xíu. Ok, bây giờ tới phần là chăm sóc cho cái cây này ha, hay là trang trí cho cái này để cho nó lên đẹp hơn ha. Quý vị thấy không, lúc mà những cái cành này nó đã già rồi đó, even cho dù là mình cắt những cái cành, nhưng mà mày thấy mấy cục này không, nó vẫn còn đó. Làm cách nào mình làm cho cái cây này nó được mịn màng, giống như những cô gái, quý vị thấy không, cô gái 18 á, làn da đẹp mịn màng trang trí, đúng không? Ta nói cái gì nó cũng vậy đó, mình phải trang trí bản thân cho mình càng ngày càng đẹp lên thì cái gì nó cũng bề ngoài hết. Nhìn bề ngoài là người ta đa là đẹp thì người ta sẽ thấy cảm tình hơn, nhưng là cái cây này nó cũng vậy. Quý vị thấy không, thứ nhất là cái dáng của nó là hoành tráng, rất là đẹp nha, rất là hùng vĩ. Nhưng mà mình muốn đẹp hơn thì làm sao, cách nào mà mình lấy những cái này, nó cứng lắm quý vị thấy không. Lý do tại sao mà Kiệt nói là cần cây cưa đó, cây cưa đây mình đã gắn điện vô đó, quý vị thấy không. Đó. Bắt đầu mình sẽ cưa hết mấy cái này nè. Đó, mình giải xung quanh nha, bắt đầu nè. Đó, để Kiệt chiếu gần gần, để Kiệt chiếu chiếu gần gần cho mọi người thấy cho rõ nha. Nè, đó, đây. Rồi, chiếu gần gần ha. Đó, quý vị thấy không? Những cái đó nó rất là dơ nha. Đó, làm sao mà mình giúp nó cho nó sạch sẽ ha, mịn màng ha. Đó, bắt đầu vô. Bắt đầu. Đây, bắt đầu Kiệt làm nhiệm vụ nha. Cho nó đẹp đẽ ha, thấy không quý vị thấy không? Đó. Đó, quý vị thấy không? Ở đây nó đẹp đẹp rồi, từ từ rồi đó nha.
Đó, cái cành này cũng khô rồi. Đó, lấy cái cành này ra luôn. Nó khô quá rồi, đó. Mình cắt luôn, mình tỉa dẹp. Đó, xong chưa? Quý vị thấy nó sạch sẽ chưa? Đó, sạch sẽ quá rồi. Cho dù mình nhìn vô là mình cũng đã thấy đẹp rồi ha. Người khác nhìn cũng thấy cũng đẹp. Đó, đẹp đẽ rồi. Ok, rồi thì hôm nay là đề tài của Kiệt là chia sẻ cách làm chiếc cái cây vạn tế hay là thuyên tế này như thế nào, quý vị cũng đã thấy rồi ha. Và săn sóc cho cái làn da nó càng, thấy không? Đỏ tươi thắm không, nó đẹp không quý vị không? Tại lúc mà mình cắt á, những cái này nếu mà mình không take care nó nhìn nó cũng hơi xấu chút xíu ha. Và một điều cuối cùng, Kiệt biết mọi người sẽ hỏi cây này thời gian cao đến như bây giờ là phải cần bao nhiêu năm. Dạ thưa quý vị và các bạn, nếu mà Kiệt không có đoán chính xác nha, nhưng mà nếu mà cây này á, tệ nhất cây này bây giờ là khoảng chừng là 15 năm trở lên nó mới cao đến như thế này ha. Và đồng thời nó cũng đang nở hoa nha. Thường thường cái cây vạn tế hay là thiên tế mà lúc nó nở hoa nghĩa là gia đình đó là sẽ có cơ hội, đem nhiều cơ hội may mắn đến cho mọi người ha. Kiệt chỉ sẽ chiếu cái bông cho mọi người coi nha. Đây các bạn thấy không, các bạn có thấy không, đây là cái bông của nó nè. Cái bông này nó sẽ màu hồng nha. Thường thường cái bông này nó mà từ nở cái búp mà tới mà nở thành một cái bông á là một năm mấy lận. Nhưng mà lý do là Kiệt chia sẻ bây giờ tại nhiều khi Kiệt sợ mùa hè Kiệt không có thời gian đó. Thì bây giờ chia sẻ trước ha. Đó đây nè, cái màu hồng quý vị thấy không? Đó, chuẩn bị thấy màu hồng chưa? Đó, đây nè. Đó, quý vị thấy màu hồng từ từ chưa? Mai mốt nó mở đẹp lắm. Đó, đây là cái bông nha. Mai mốt nó nở cái bông rất là đẹp đó. Đó, như vậy đó, đây là cái bông của cây vạn tế hay là thiên tế nha. Nếu mà bông nở là nghĩa là những may mắn sẽ đem đến đem những sự may mắn đến cho gia chủ ha. Ok, thì Kiệt cũng xin dừng đề tài này ở đây nha. Nếu quý vị nghĩ điều tài này bổ ích thì quý vị xin mọi người một cái like nha, một cái like và subscribe. Nếu mà quý vị chưa subscribe, nếu mà subscribe màu đỏ thì quý vị nhấn chuyển sang màu đen là quý vị đã subscribe dùm, ủng hộ dùm Kiệt nha. Ok rồi, thank you. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu. Mến chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ, về nhà có một bữa ăn thật là ngon miệng cùng với gia đình và có một giấc mộng đẹp thật là đẹp nha. Ok rồi, cảm ơn, thank you very much for support. Cảm ơn quý vị, bye bye.